Sau 23 năm ly hôn, Duy Phương ở nhà thuê, Lê Giang kim cương đầy người. Duy Phương là Lê Giang từng là cặp đôi gây chú ý với người hâm mộ ở những thập kỷ trước. Câu chuyện đường ai nấy đi của hai nghệ sĩ khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Sau 23 năm ly hôn, cuộc sống của cả hai có nhiều sự thay đổi trái ngược. Duy Phương từng rơi vào cảnh nợ nần, phải đi ở nhà thuê, bán bánh bèo kiếm sống, trong khi đó Lê Giang sự nghiệp ngày càng thành công, sở hữu nhà, xe hàng tỷ đồng kim cương đeo nặng tay. Lê Giang sau khi chia tay với chồng cũ, nữ danh hài chọn đi bước nữa với chồng Việt Kiều và có với nhau một cậu nhóc. Chung sống với nhau không được bao lâu, chuyện tình của cả hai cũng đứt đoạn, nữ danh hài quay trở lại Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Sau nhiều năm cố gắng, Lê Giang đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp khi liên tiếp nhận được nhiều dự án phim lớn. Cô khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh về căn biệt thự trị giá 10 tỷ đồng xuất hiện trong đám cưới với kim cương đắt đỏ đầy người. Ly hôn Lê Giang, Duy Phương cũng lập gia đình mới với người vợ thứ ba và có thêm hai người con trai. Ngoài hoạt động nghệ thuật, nam danh hài còn kinh doanh riêng. Tuy nhiên việc làm ăn thua lỗ khiến Duy Phương phải gánh món nợ khổng lồ và không có đủ khả năng chi trả. Thời Hoàng Kim, Duy Phương chạy show không kịp nghỉ từ Bắc vào Nam. Danh hài từng chia sẻ, mỗi sự kiện, mỗi show diễn ông xuất hiện đều cháy vé. Các xe thời bấy giờ của ông có thể mua được 7 chỉ vàng. Sau những biến cố, nam danh hài không còn duy trì được ánh hào quang, chủ yếu quay tiểu phẩm cho các đài truyền hình tỉnh, đi hát đám cưới và bán bánh bèo cùng vợ. Dù Lê Giang và Duy Phương sau khi ly hôn xảy ra nhiều mâu thuẫn và dành lời không hay về nhau, cuộc sống hiện tại của cả hai có nhiều phần trái ngược. Người sung túc không thiếu thứ gì, người phải bươn chải mưu sinh ở tuổi 70. Lê Lộc và Duy Phước luôn hỗ trợ và giúp đỡ ba mình sau những ồn ào không đáng có. Con gái Lê Lộc cần cho ba số tiền 600 triệu để có thể trả hết số nợ còn lại. Trên vlog của mình, Duy Phương chia sẻ khoảnh khắc được con cái đến thăm, khiến nhiều người vui mừng cho sự đoàn tụ của ba cha con.